trong cái buổi lễ hôm nay. Các sắc tộc thì gồm có Thái Lan và Lào, có ba sư người Thái và ba sư người Lào, mà tất cả là người Việt, quý thầy quý cô người Việt. Có một số thầy thì bận nhiều công việc thực sự nên không đến được. Chúng con xin đầu tiên xin giới thiệu thượng tọa Quát Quay Lào Buddhist Temple Bot Nguyen San Ati Palo, địa chỉ số 33 đường Cambridge Street, vùng Kennedy 2, New South Wales 2166. Vậy chúng con xin trân trọng giới thiệu Master San Ati Palo Senat Nguyen. Chúng ta chào các thầy. Có ba vị cùng đi, hai vị cùng đi với ngài. Chúng con xin giới thiệu ngài thứ nhất là Ramlok Phakhai Thái Măng Thái Trường Phara Anucha Thái Măng Thái Kiều Phara Thara Con Thái Măng Thái Kiều Ven Suva Nala Visha Diva Vát là Bồ Đề Thái Bồ Ven Sâm Ven Mát Câu Kỳ Lào Bồ Đề Thái Bồ. Chúng con xin giới thiệu thượng tọa Thích Thiện Nghiêm, chùa Vạn Phước, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Chúng con xin giới thiệu Sa Di Thích Minh Pháp, chùa Vạn Phước, Cần Thơ, Việt Nam. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Hạnh Từ, trụ trì Tịnh Thất, quê Long, tên thứ hai. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư An Hiếu Tịnh Thất Pháp Quang. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư An Thảo Tịnh Thất Pháp Quang. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Thành Liên trụ trì Tịnh Xá Minh Đăng Quang. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Thảo Liên trụ trì Thanh Lương Tịnh Xá. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Hạnh Liên trú xứ Tịnh Xá Thanh Lương. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Hiển Liên trụ trì Tịnh Xá Từ Bi. Chúng con xin giới thiệu sư cô Trung Hằng trú xứ Ni Viện Thiện Hòa. Chúng con xin giới thiệu Ni Sư Liên Ngọc, Liên Ngọc ở chùa. Ni Sư Liên Ngọc, Liên Ngọc ở trụ trì ở tỉnh Xá, Vũ Viên tỉnh Xá, Vũ Viên An Giang Việt Nam. Chúng con xin xin giới thiệu tất cả những Phật tử hiện diện hôm nay, đồng giao tràng báo tay để chào tất cả những quan khách của Phật tử tâm nạn tiền khá xa xui để trở về đạo tràng quan âm thiền định. Chúng ta làm những lễ vu lan báo hiếu thì thầy xin thay mặt để đọc lên một bài cảm tưởng trong ý nghĩa của vu lan năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý nhà đạo tâm và các Phật tử thân thương, hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Nơi đây đạo tràng Quán Âm Thiền Tịnh tại thành phố Sydney, Úc Châu tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu theo truyền thống Phật giáo và gương ảnh của ngài Mục Kiền Liên, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni tụ hộ
hội về đạo tràng để làm lễ tự tứ sau 3 tháng tu tập kiết hạ an cư, để cho các Phật tử cúng dường gieo duyên tu tạo phước lành trong mùa Vu Lan báo hiếu, để hồi hướng công đức cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ đã quá vãng được thoát chốn mê đồ vãng sanh về miền cực lạc. Người còn sanh tiền được tăng lâm tuổi thọ tai qua nạn khỏi, Phật bệnh tiêu trừ, đồng thời cầu nguyện cho cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, kính chúc quý chư tôn đức tăng ni pháp thể sinh an, chúng sanh vị độ, Phật sự viên thành, kính chúc tất cả quý Phật tử được vạn sự cát tường, thanh tâm an lạc, tinh tấn trong ánh hào quang của Đức Phật. Sau đây xin ngâm những dòng thơ kính dâng lên quý chư tôn đức và mến tặng các Phật tử thân thương. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, Quan Âm thiền tịnh đạo tràng trang nghiêm, mỗi năm từ từ một lần sống sanh tới sự kinh dân quý ngài Vu Lan ngày lễ chân ni, chúng con thành kính xin quỳ dân lên đạo vàng sáng chói khắp nơi, Quan Âm thiền tình rạng ngời nông châu, bốn mùa gió mát trăng thanh, chim kêu cá lội qua thơ. Bốn mùa gió mát trăng thanh, rừng cây sông nước hữu tình, tham thiền nhập định an bình, người ơi đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, hy sinh cả cuộc đời không ai khổ bằng cha, biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, núi cao vời vời không sánh bằng tình cha. Mỗi đêm khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo. Vu Lan nhớ mẹ thương cha, thân con côi cút trang hòa lệ rơi, bao năm xa vắng mẹ tôi, quê hương mẹ đợi
đạo gia đình Phật tử Nhật Tuệ, gia đình Phật tử Quảng Viết,
gia đình Phật tử Cô Hiền, gia đình Phật tử Giác Lợi An, gia đình Phật tử Cô Hạnh Ngọc, tức là gia đình Tu Năng, gia đình Phật tử anh Phan, gia đình Phật tử Ngọc Thành đã phát tâm cúng dường tứ sự dâng lên chư tôn đức ngày hôm nay, cầu nguyện hồng ân tam bảo chư Phật mười phương từ bi phóng quang gia trợ hộ trì cho tất cả quý vị được vạn sự cát tường, thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Vậy giờ này xin cung thỉnh ni sư thích nữ Thảo Liên để có một bài nói về ý nghĩa tương lai. Hay gì đọc rồi chúng tôi